Xin chào quý khán giả, bản tin quốc tế của C2 sẽ mở đầu với thị trường Malaysia, nơi mẫu SUV điện sang trọng BMW iX3 2021 đang dục dịch chuẩn bị ra mắt. Đây là một ưu ái dành riêng cho Malaysia, bởi lẽ ở thị trường Đông Nam Á, người tiêu dùng Thái Lan và Singapore mới chỉ nhận được BMW iX3 phiên bản tiền nâng cấp. Dù chưa có tiết lộ bất kỳ thông tin cụ thể nào, tuy nhiên BMW iX3 Philip tại Malaysia sẽ có tùy chọn động cơ chuyển động điện mạnh tới 282 mã lực và 400 Nm mô men xoắn đi kèm với hệ dẫn động cầu sau. Với cấu hình này thì BMW iX3 2021 sẽ chỉ cần 6,8 giây để có thể bứt tốc từ 0 đến 100 km/h trước khi đạt được tốc độ tối đa lên tới 180 km/h. Mẫu SUV cỡ nhỏ hạng sang sẽ được trang bị bộ pin dung lượng 80 kWh cung cấp khả năng hoạt động tối đa lên tới 460 km trên một lần sạc. Những chiếc BMW iX3 2021 có thể sạc nhanh trong vòng 10 phút với bộ sạc DC công suất 150 kW để có thể đủ năng lượng chạy thêm quãng đường khoảng 100 km. Hiện chưa rõ giá bán của iX3 2021 tại Malaysia là bao nhiêu, trong khi đó ở Đức, mẫu SUV thuần điện có giá từ 67.000 euro, quy đổi tương đương khoảng 1,79 tỷ đồng. Trong khi đó về diện mạo, BMW X3 Philip cơ bản sẽ khá giống với BMW X3 về cả thiết kế ngoại thất lẫn nội thất. Hãng xe Đức chỉ tăng sự nhận dạng cho iX3 bằng cách bổ sung một vài điểm nhấn màu xanh lam ở khắp xe từ ngoài vào trong. Tiếp theo, mẫu xe điện đầu tiên của Nhật Bản Mazda MX-30 đã chính thức được công bố giá bán lẻ tại thị trường Mỹ, quy đổi tương đương khoảng 760 triệu đồng. Mới đầu thì Mazda MX-30 chỉ được bán ra tại thị trường châu Âu. Tuy nhiên, chính tiếng vang và sự hấp dẫn của mẫu crossover điện này mà thương hiệu Nhật Bản đã quyết định đưa nó sang Mỹ. Cụ thể, giá bán lẻ của Mazda MX-30 tại Mỹ sẽ dao động từ khoảng 760 triệu đồng tới 830 triệu đồng tùy phiên bản, nhằm tăng thêm sức hấp dẫn trước hai đối thủ sừng sỏ đến từ Hàn Quốc là Hyundai Kona EV và Kia Niro EV. Mazda MX-30 sẽ được cung cấp thêm các tùy chọn màu sắc đặc biệt bao gồm xám Machine Grey Metallic, xám Polymethan Grey và Ceramic Metallic Multitone hay màu đỏ Ceramic Metallic Multitone với mức giá dao động trả thêm từ gần 500 tới dưới 1.000 đô la Mỹ. Về thiết kế, dù sở hữu ngôn ngữ Kodo chứ danh, tuy nhiên Mazda MX-30 vẫn vô cùng khác biệt và hiện đại nhờ được loại bỏ cột B, đồng thời sử dụng cánh cửa sau mở ngược tương tự như trên các mẫu xe siêu sang Anh quốc Rolls-Royce. Mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản cũng được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại bao gồm bảng đồng hồ đo kỹ thuật số 7 inch phía sau tay lái, màn hình giải trí trung tâm 8,8 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto, kính lái hiển thị HUD, dàn âm thanh giải trí Bose 12 loa, ghế chỉnh điện, cổng sạc 240V. Đặc biệt, nội thất xe sử dụng khá nhiều vật liệu thân thiện với môi trường như các nút chai và vải trang trí ở cửa kết hợp với sợi từ chai nhựa tái chế. Các trang bị an toàn nổi bật của MX-30 bao gồm 7 túi khí, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, tự động chuyển đèn pha cốt, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cam 360. Về chuyển động, Mazda MX-30 dùng hệ dẫn động cầu trước i-Skyactiv và một động cơ điện cho công suất 143 mã lực và mô men xoắn cực đại lên tới 271 Nm. Bộ pin lithium-ion dung lượng 35,5 kWh trên xe sẽ cung cấp phạm vi di chuyển tối đa 160 km trong mỗi lần sạc đầy. Mazda MX-30 hỗ trợ sạc nhanh cấp độ 3, tức là chỉ cần 36 phút để có thể sạc từ 0 đến 80% trong trường hợp khách hàng muốn di chuyển trên các chặng đường dài mà cụ thể là hơn 160 km thì Mazda sẽ cung cấp gói hỗ trợ mượn xe mới MX-30 Elite Access Loaner Program có khả năng di chuyển dài hơn trong thời hạn là 10 ngày. Trong khi đó tại thị trường Việt Nam, nhà phân phối Thaco hiện đã tung ra thị trường khá đầy đủ dàn sản phẩm của Mazda từ các mẫu sedan hatchback như Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6 cho tới những mẫu xe gầm cao CX3, CX30, CX5, CX8 và cả bán tải BT50 vừa mới được nâng cấp mới. Tuy nhiên, chưa một cái tên nào trong số này nhận được tùy chọn hệ dẫn động la điện hybrid như một số thị trường phát triển khác trên toàn thế giới. Điều này cho thấy ngay về nước của Mazda MX-30 trong tương lai sẽ còn khá mờ mịt. Thông tin tiếp theo sẽ đến từ khu vực Trung Đông. Cùng Geneva Motor Show thì một triển lãm ô tô quốc tế mới với quy mô tương tự mang tên Qatar Geneva Motor Show sẽ được tổ chức tại Doha, thủ đô của Qatar, dự kiến là 2 năm một lần. Đây là kết quả hợp tác của ban tổ chức Geneva Motor Show và hãng Qatar Tourism. Và Qatar Geneva Motor Show sẽ không thay thế cho Geneva Motor Show. Dự kiến thì Qatar Geneva Motor Show đầu tiên sẽ có thể diễn ra vào khoảng mùa thu năm 2022 hoặc là vào năm 2023 và được kỳ vọng sẽ trở thành một tên tuổi mới ở khu vực Trung Đông bên cạnh những triển lãm ô tô nổi tiếng tại châu Âu, Mỹ và Trung Quốc. Sự kiện này chắc chắn cũng sẽ đem lại nhiều lợi ích về du lịch và quảng bá hình ảnh cho Doha nói riêng và Qatar nói chung. Còn triển lãm Geneva Motor Show 2 năm vừa qua là 2020 và 2021 đã buộc phải hủy bỏ do diễn biến phức tạp và nguy hiểm của đại dịch Covid-19. Sự kiện ô tô hấp dẫn nhất toàn cầu này sẽ trở lại vào năm sau. Cụ thể là sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022. Bên cạnh đó, ban tổ chức Geneva Motor Show cũng đã tính toán để đổi mới cách thức hoạt động nhằm tăng hiệu quả và thu hút khách sau 2 năm vắng bóng. Và tiếp theo là một cái tên rất hot đến từ Mỹ, Jeep Commander 2022, mẫu SUV địa hình phiên bản mới nhất vừa chính thức tấn công thị trường Nam Mỹ mà cụ thể là Brazil. Đặc biệt hơn là sau Nam Mỹ, Jeep Commander sẽ có mặt tại một số thị trường châu Á, trong đó rất có thể có cả Việt Nam. Jeep Commander 2022 được phát triển dựa trên mẫu Jeep Compass với kích thước, chiều dài rộng cao lần lượt là 4.769, 1.859 và 1.682mm với chiều dài trục cơ sở tương đương 2.794mm. Với vóc dáng như vậy thì Commander là phiên bản mới bề thế và bề vệ hơn so với đàn em Compass và khá tương đồng so với những cái tên quen thuộc trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam như Toyota Fortuner hay Ford Everest. Về ngoại thất, Commander mới sở hữu thiết kế khá giống với bản nâng cấp của Compass, tuy nhiên xe vẫn có những bản sắc riêng trên một số chi tiết mang màu sắc hiện đại hơn, trẻ trung cũng như hầm hố hơn. Còn về trang bị nội thất thì Jeep Commander 2022 cũng chia sẻ khá nhiều với Compass như cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch phía sau vô lăng, màn hình cảm ứng trung tâm kích cỡ 10,1 inch có hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ở bản cao cấp thì mặt tablo và mặt cửa xe được bọc da lộn, còn hệ thống ghế ngồi được bọc màu da nâu phối với da lộn đi cùng vệ tì tay được dập chữ Jeep 1941 nổi đầy hoài niệm. Bên cạnh đó, Commander còn được trang bị một số tính năng đáng chú ý như trợ lý ảo Alexa, sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống âm thanh Harman Kardon 450W 9 loa, cửa gió điều hòa lẫn cổng sạc USB tại hàng ghế thứ 3, ghế lái và ghế phụ được chỉnh điện. Về chuyển động, Jeep cung cấp cho khách hàng hai lựa chọn động cơ bao gồm động cơ đa nhiên liệu 4 xi lanh tăng áp, dung tích 1.3 lít tạo ra công suất tối đa 185 mã lực và mô men xoắn cực đại 270 Nm. Sức mạnh được chuyển tới cầu trước thông qua hộp số tự động 6 cấp. Và thứ hai là động cơ diesel multijet, dung tích 2.0 lít sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô men xoắn cực đại 380 Nm đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Với hệ dẫn động 4 bánh này sẽ được trang bị thêm khóa vi sai, hệ thống hỗ trợ đổi đèo và 3 chế độ lái Sun, Mud, Snow và Auto. Về trang bị an toàn, Jeep Commander 2022 được trang bị tới 7 túi khí và một loạt hệ thống ADAS bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn. Jeep Commander năm 2022 được sản xuất tại nhà máy của hãng ở Brazil và có mức giá dao động từ 38.037 cho đến 53.231 USD. Quy đổi tương đương rơi vào khoảng từ 866 triệu đến 1,2 tỷ đồng. Trong khi đó tại Việt Nam cách đây ít ngày, mẫu xe đàn anh của nó là Jeep Grand Cherokee L 2021 cũng đã bắt đầu được các đại lý chính hãng tiếp nhận đặt cọc với mức giá từ 4,7 tỷ đồng dành cho các xe nhập khẩu nguyên chiếc nhằm đối đầu với các đối thủ như Mercedes-Benz GLS 450, BMW X7, Audi Q7 hay Volvo XC90.